Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức mới, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ca sĩ Mạnh Quỳnh nhiều bình sụt đột quỵ, giải nghệ tuổi 55, gắng gượng vì lời hứa với Phi Nhung. Gắn bó trên sân khấu 20 năm giúp Mạnh Quỳnh nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Ở tuổi U55, nam ca sĩ muốn dành thời gian cho gia đình, trước nỗi buồn Phi Nhung. Ra đi sẽ là khổ đến Mạnh Quỳnh để nguôi ngoai. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cặp bài chung, nổi tiếng trong làng Việt. Sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, Mạnh Quỳnh vô cùng thương tiếc và chưa quên được nỗi đau mất đi người bạn tri kỷ. Mới đây nam ca sĩ đã có những chia sẻ về cuộc sống của mình ở tuổi 55. Vừa qua, Mạnh Quỳnh đã có chuyến bay về Việt Nam và tham dự đêm nhạc Từ Thiên để giúp các em con nuôi của Phi Nhung. Tại đây, nam ca sĩ có trái lòng vì nỗi đau mất đi người bạn tri kỷ và tình hình sức khỏe hiện tại của mình. Mạnh Quỳnh vẫn đang cố gắng thực hiện theo di nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung để người bạn yên lòng an nghỉ. Dù hơn một năm trôi qua, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau khi bạn tri kỷ ra đi mãi mãi. Sau khi Phi Nhung ra đi, Mạnh Quỳnh vẫn hạn chế hát cùng với nữ ca sĩ khác. Về Việt Nam tham gia một hoạt động từ thiện hôm 19 tháng 10, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ tâm sự thẳng thắn về cuộc sống hiện tại, cũng như cách anh đối mặt trước những tin đồn, tranh cãi tiêu cực từ Phi Nhung qua đời. Chia sẻ về những tranh cãi nhiều lần, Mạnh Quỳnh nói về dân trí, tôi là nghệ sĩ, tôi đi hát, có làm tổn thương ai đâu, nhưng người ta vẫn nói vẫn chửi tôi. Mạnh Quỳnh là cái tên không xa lạ với khán giả yêu nhạc. Tính đến nay, nam ca sĩ đã sở hữu âm nhạc đồ sộ, rất thành công trong việc tạo nên nhiều ca khúc hay, gắn liền với tác phẩm nhạc Việt Nam. Về Mạnh Quỳnh, ít người biết tên anh Nguyễn Văn Trung. Anh sinh ra trong gia đình tại Biên Hòa, Đồng Nai, với mẹ là người Việt Nam, là ba anh là quân nhân Hoa Kỳ, sang Việt Nam với nhiệm vụ chiến đấu vào khoảng cuối cùng, cùng đã được năm 1970 đến năm 1971. Cuộc sống của anh đầy biến động khi mới chào đời được tham gia gắn. Bố anh mất tích trong chiến tranh, một mình mẹ phải nuôi anh. Vì cuộc sống khi ấy khó khăn, anh đã cưới mẹ về quê ở và cùng ông bà ngoại suốt 15 năm. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết thời gian qua, anh vì được thường xuyên để giúp đỡ các con nuôi Phi Nhung. Tôi kịp nối chương trình dìu dắt mấy đứa nhỏ, tôi làm theo cái tâm, chứ không ai ép buộc, tôi cũng không hứa trước, nhưng gì giúp khả năng cho phép. Tôi nghĩ Phi Nhung sẽ yên lòng khi ra đi mà vẫn có một người bạn tiếp nối tâm nguyện của cô ấy, Mạnh Quỳnh chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.